Đến nay lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay nếu thường xuyên theo dõi các trang mạng xã hội bàn về chính trị, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các bài viết của những thành phần tự xưng là dân chủ, cấp tiến, mà nội dung đến 99% là đá đều, chê bai, dìm hàng các lãnh đạo của nước Việt Nam ta, rằng quan chức Việt Nam, kể cả là chủ tịch nước hay thủ tướng, cũng gần như không có khả năng lãnh đạo. Và nói rộng ra là các lãnh đạo cộng sản chỉ biết đánh giặc chứ không hề biết lãnh đạo đất nước. Điều này hoàn toàn khác với phương Tây, khi mà các tổng thống Mỹ đều được ăn học bài bản và làm việc rất trung thực, thế nên các nước phương Tây mới phát triển rất nhiều. Tuy nhiên những kẻ này lại không chịu nhìn nhận sự thật rằng rất nhiều tổng thống Mỹ cũng cực kỳ kém cỏi và có không ít phốt lừa gạt dân chúng, mà tiêu biểu là tổng thống Nixon thời chiến tranh Việt Nam. Thật ra dân Mỹ lúc trước cũng cực kỳ tin tưởng và thần tượng ông này, nhưng sau đó khi mà báo chí lật tẩy được các đoạn băng ghi âm trong Nhà Trắng thì mọi người mới vỡ lẽ. Theo đó, Nixon từng tham chiến trong Thế chiến thứ hai và chiến tranh Thái Bình Dương từ năm 1942 đến 1946 và 1946 đến 1966. Nhiệm kỳ tổng thống bắt đầu từ năm 69, kết thúc khi từ chức vào năm 74, khiến Nixon là tổng thống duy nhất từ chức trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Nixon trở thành vị chính khách ồn ào nhất của nước Mỹ bởi là tâm điểm của nhiều chuyện động trời, đặc biệt là vụ Watergate khét tiếng, làm rung chuyển nước Mỹ mà tâm trấn là phòng bầu dục Nhà Trắng hồi năm 74, khiến Nixon phải ra đi giữa nhiệm kỳ của mình. Cụ thể, vụ bê bối Watergate xảy ra vào thời kỳ đang xảy ra chiến tranh Việt Nam, cáo buộc chính quyền Tổng thống Nixon đã lạm dụng quyền lực để ngăn cản phong trào phản chiến và lực lượng chính trị đối lập là Đảng Dân Chủ Mỹ. Ngày 17 tháng 6 năm 72, năm kẻ trộm đã bị bắt quả tang khi đột nhập vào văn phòng của Đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate, thủ đô Washington, để cài dẹp vào đường điện thoại và ăn cắp tài liệu của đảng này. Chính các nhân vật thân cận của Tổng thống Nixon cùng với Ủy ban vận động tái cử của ông đã tổ chức vụ đột nhập trên. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã lần ra manh mối của chiến dịch do thám này. Tuy nhiên, kết quả điều tra của FBI đã bị ỉm đi dưới những âm mưu che đậy của Nhà Trắng cho tới khi hai phóng viên Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Washington Post phanh phui vụ Watergate trên mặt báo, dẫn đến cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ. Một phiên tòa xét xử Watergate 7, những người bị cáo buộc đột nhập vào phòng của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ đã được mở vào ngày 8 tháng 1 năm 73. Và sau đó 10 ngày, ngày 18 tháng 3 năm 73, là một phiên điều trần khác dành riêng cho Tổng thống Nixon tại thủ đô Washington. Trước nguy cơ bị Quốc hội phế truất, ngày 9 tháng 8 năm 74, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức. Trở lại với những đoạn băng ghi âm tuyệt mật của vị Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ, trong 4 thập kỷ tiếp theo, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75, Thư viện Nixon và Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã phát hành hơn 3.700 giờ băng ghi âm mà hai cơ sở này cho là vì lợi ích cộng đồng, giữ lại phần còn lại cho sự riêng tư của gia đình hoặc là các vấn đề an ninh quốc gia trước khi phát hành loạt băng cuối cùng vào năm 2013. Khoảng hơn 3.700 giờ băng bí mật của Tổng thống Nixon đã được lưu trữ, là sản phẩm được vị Tổng thống thứ 37 của Mỹ ghi lại khoảng thời gian từ tháng 2 năm 71 đến tháng 7 năm 73, nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trước đó. Tất cả đã được giải mã nhưng mới chỉ là một tỷ lệ nhỏ được công bố. Các cuốn băng này tiết lộ đến sự kiện Nixon ra lệnh ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam, miền Bắc Việt Nam trao trả tù binh Mỹ, chính sách của Mỹ ở Trung Đông, vụ hai nhà ngoại giao Mỹ ở Sudan bị tổ chức tháng 9 đen ám sát, sự kiện quốc vương Hussein của Jordan và Thủ tướng Israel Golda Meir viếng thăm Mỹ, các chính sách kiểm soát lương và giá cả. Kèm theo các cuốn băng này, Thư viện Nixon còn công bố hơn 140.000 trang lưu trữ của Nixon và 75 giờ băng ghi hình các sự kiện lịch sử, trong đó có khoảng 2.500 trang tài liệu mật về các chính sách của Mỹ đối với Chile. Hồ sơ này nằm trong bộ sưu tập của Stanford Fox, cựu tránh văn phòng Nhà Trắng. Trong tất cả số hồ sơ đó thì những bí mật về cuộc chiến tranh Việt Nam đã lần lượt được hé lộ. Mặc dù người tiền nhiệm Tổng thống Johnson đã hoàn toàn vỡ mộng về cuộc chiến tại Việt Nam, thì Nixon trong nhiệm kỳ từ năm 69 đến 74 lại tiếp tục tự mình dệt nên giấc mơ toàn thắng. Qua các cuốn băng ghi âm cho thấy, Nixon không chỉ là một tổng thống hoang tưởng mà còn là chính khách tàn nhẫn và phi đạo đức. Nixon từng hứa hẹn đem toàn danh dự để bảo toàn cho giải pháp hòa bình, nhưng khi cân nhắc đến những hậu quả khi Mỹ tự rút lui, đặc biệt là những tác động với kết quả tái đắc cử của Nixon vào năm 1972, thì vị tổng thống này đã hành động một cách trái ngược. Rất hiếm khi thấy người đứng đầu Nhà Trắng nào bất nhất trong lời nói và hành động như vậy. Nixon là điển hình đầu tiên và kinh điển nhất.
Theo tờ Thời báo New York số ra đầu năm 2017 và những cuốn băng vừa được giải mã cho thấy, Nixon đã làm hết sức mình để phá hoại hội nghị Paris. Mặc dù Tổng thống đương nhiệm Lyndon Johnson biết rõ mọi chuyện và đã cảnh báo Nixon về tội phản quốc và dính máu, nếu như vị Tổng thống này còn muốn lún sâu hơn vào cuộc chiến phi nghĩa tại Việt Nam. Mọi việc bắt đầu từ mùa hè năm 68, Nixon lo hội nghị Paris sẽ kết thúc với tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Như vậy giấc mơ trở thành Tổng thống của ông ta sẽ tan biến, nên Nixon đã cho thành lập một ủy ban bí mật do bà Anna Chernow, một cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử đảm nhận. Bà Chernow đã được phái tới Đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa với một thông điệp rõ ràng, ra lệnh cho Việt Nam Cộng Hòa phải rút khỏi các cuộc đàm phán, từ chối bắt tay với Johnson, kèm theo lời hứa hẹn nếu Nixon đắc cử, Việt Nam Cộng Hòa sẽ có một thỏa thuận có lợi cho Sài Gòn. Chính bởi nước đi này của Nixon mà ngay trước khi công bố kế hoạch ngừng ném bom, Johnson mới biết Sài Gòn đã rút khỏi các cuộc đàm phán. FBI đã nghe lén điện thoại của vị đại sứ và bản chép các cuộc điện đàm của bà Anna Chernow gửi tới Nhà Trắng. Trong một cuộc điện đàm, Chernow có nói với Việt Nam Cộng Hòa rằng hãy hoãn cho tới qua cuộc bầu cử Tổng thống. Về phần mình bề ngoài, Nixon tỏ ra như không hay biết vì sao Việt Nam Cộng Hòa lại rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng bày tỏ mong muốn sang Sài Gòn để thuyết phục Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Johnson biết rõ sự việc cũng như sự cháo trở đến mức đê tiện của Nixon, nhưng vì lợi ích quốc gia và tình thế lúc đó nên quyết định im lặng. Cuối cùng, Nixon giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1968 với tỷ lệ xì xào. Sau khi trở thành Tổng thống, Nixon đã ngay lập tức cho tiến hành các hành động nhằm leo thang chiến tranh tại Lào và Campuchia, cướp đi sinh mạng của thêm 22.000 người Mỹ. Hiệp định Paris cuối cùng cũng đã được ký kết vào năm 73, mà lẽ ra có thể được ký kết vài năm trước nếu không có bàn tay của Nixon dính vào. Trái với sự giáo diết của chính quyền, cuộc chiến tranh Việt Nam trên thực tế lại không được số đông công chúng Mỹ ủng hộ. Nhưng tại sao nó vẫn được diễn ra, và thậm chí dưới thời Tổng thống Nixon thì lại càng được leo thang? Câu hỏi này đã dày vò dân biểu Mỹ tiến bộ trong hàng chục năm, và chỉ đến khi những đoạn băng ghi chép về Nixon, Bộ trưởng Quốc phòng và mối quan hệ giữa Nixon với Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger về chiến tranh Việt Nam được giải mã, câu trả lời cuối cùng mới được sáng tỏ. Những cuốn băng đã lộ rõ âm mưu đẩy mạnh chiến dịch không quân và hải quân chống lại miền Bắc Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng thời đó là Marvin Light đã khuyến cáo Nixon cân nhắc vì nó không mang lại lợi ích quân sự lẫn chính trị, chưa kể làn sóng phản đối của dân chúng Mỹ. Nhưng Nixon đã quyết định bỏ ngoài tai mọi thứ, bí mật tiến hành một cuộc đánh bom lớn ở Campuchia, hòng phá hủy căn cứ của quân đội miền Bắc Việt Nam. Song song với việc tiến hành đánh bom miền Bắc Việt Nam để chiếm lợi thế trên bàn đàm phán, ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đề xướng cái gọi là Việt Nam hóa, đẩy gánh nặng cuộc chiến cho quân đội Sài Gòn. Tất cả diễn ra vào thời điểm chiến tranh Việt Nam lên đỉnh điểm, phong trào phản chiến tăng cao ở cả trong lẫn ngoài nước Mỹ. Trang tin trực tuyến History.com, gọi tắt là HC của Mỹ, số ra ngày 30 tháng 7 năm 2018 đã trích dẫn những câu nói bất hủ của Nixon trong các cuốn băng này. Và nó thực sự đã làm cho dư luận bàng hoàng đến mức bất ngờ, không dám tin câu nói đó lại được phát ra bởi một chính khách nổi tiếng và tài tiếng của thế giới tự do. Theo HC, Nixon biết rõ rằng Mỹ không thể chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam, và ngay khi quân đội Mỹ rút lui, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu được Mỹ ủng hộ sẽ sụp đổ bởi sức mạnh của một dân tộc Việt Nam chính nghĩa. Nhưng Nixon vẫn làm hết sức để vớt vát danh tiếng cá nhân và hy vọng sẽ trở thành ông chủ Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa, đồng thời là giữ lại một chút thể diện cho nước Mỹ khi rút khỏi cuộc chiến tranh. Đó là lý do tại sao Nixon phá hội nghị Paris đến cùng và trì hoãn đến tận năm 73 mới ký hiệp định. Kissinger đã đề cập điều này với Nixon trong một đoạn đàm thoại giữa vị cố vấn và Tổng thống Nixon ngày 29 tháng 5 năm 71. Kissinger: vấn đề quan trọng nhất là chú tâm vào chuyện bầu cử năm 72. Còn về phía Cộng sản, tốt hơn hãy bàn đến trong 6 tháng trong nhiệm kỳ mới, chứ không phải là lúc này. Nixon nói: tất nhiên, tôi không muốn Thiệu bị lật đổ trước bầu cử. Kissinger nói: tôi không mặn mà với chuyện này. Nixon tiếp: còn tôi thì biết rõ chúng ta phải làm gì. Kissinger nói: hãy khoan, nếu phía Campuchia, Lào, Việt Nam cạn lực vào tháng 9 năm 72, họ sẽ phải nhờ đến Tổng thống và sẽ mời ngài vào. Rất nhiều sinh mạng sẽ phải trả giá để nâng bước chân ngài. Lúc đó có thể là năm đầu trong nhiệm kỳ mới. Cuộc đàm thoại không ngắn cũng không dài, vừa đủ để cho thế giới biết thêm một khía cạnh khác của con người Nixon. Ngoài việc là một kẻ hoang tưởng và tàn nhẫn, đó chính là một chính khách vị kỷ. Trong bất cứ khoảnh khắc, suy nghĩ nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình.
Nixon đã lo ngại rằng kết quả của cuộc chiến tranh Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới chiếc ghế tổng thống của ông ở nhiệm kỳ tiếp theo. Chính vì vậy đã bằng mọi cách cứu vớt, thậm chí là không từ thủ đoạn nhằm xoay vần cục diện theo hướng có lợi cho mình. Theo Ken Hobbs, chuyên gia nghiên cứu về Nixon và là thành viên nghiên cứu dự án các cuốn băng ghi âm của tổng thống thuộc Đại học Virginia, những gì nghe được từ các cuốn băng cho thấy Nixon sẵn sàng kéo dài thời gian cho tổng thống Thiệu chấp nhận cái gọi là thiết lập hòa bình mà bản thân Thiệu lẫn Henry Kissinger và Nixon đều biết rõ sẽ dẫn đến thất bại của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Nixon còn yêu cầu Kissinger thông báo với Việt Nam Cộng Hòa rằng Quốc hội Mỹ sẽ cắt đứt viện trợ cho Sài Gòn nếu họ không ủng hộ các kế hoạch của Mỹ, còn nếu nghe lời sẽ được tất cả. Với những đoạn ghi âm trên đã minh oan cho chính quyền Sài Gòn rằng Mỹ đã lật lọng và nuốt lời hứa bảo vệ Sài Gòn khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào năm 75, nhưng thực tế chẳng làm được gì. Và sau đó chuyện gì phải đến sẽ đến. Tháng 4 năm 75, quân giải phóng tràn vào Sài Gòn khiến chế độ Việt Nam Cộng Hòa tan rã. Còn ở bên kia đại dương, Nixon từ chức. Sự cháo trở của chính quyền Nixon đã làm tổn thương sâu sắc người đứng đầu chế độ tay sai tại Việt Nam. Chính vì vậy, trong bài phát biểu từ chức đầy cay đắng trước khi di tản, Nguyễn Văn Thiệu đã gọi Mỹ là một đồng minh vô nhân tính, đồng thời cáo buộc đội ngũ của Nixon đã ép ông ta ký Hiệp định Paris bằng những cam kết lơ phỉnh để chuốc lấy thất bại nhục nhã. Những cuốn băng ghi âm của Nixon vừa được giải mã không chỉ hủy hoại danh tiếng của chính bản thân Nixon mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng Mỹ với chính phủ và sự xung kính tổng thống mà trước đó người dân Mỹ vẫn thường trân trọng. Còn ở phía bên kia đại dương, người dân Việt Nam sau những phút giây chao đảo, choáng váng nhất thời thì cũng đã tặc lưỡi, cho tất cả là bình thường. Dĩ nhiên đây không chỉ là câu chuyện riêng của nước Mỹ, thậm chí Việt Nam còn là tâm điểm của câu chuyện này. Nhưng nói cho cùng, khi tiến hành xâm lược Việt Nam, dạ tâm của các đời tổng thống Mỹ là giống nhau. Nixon chỉ khác họ một điểm, đó là sự hoang tưởng, ích kỷ quá mức đến độ nhẫn tâm của bản thân mình đã khiến đau thương chồng chất đau thương cho một dân tộc khác. Để đến cuối cùng, khi càng lún sâu, vị tổng thống thứ 37 của nước Mỹ cũng nhận ra đã tự đào hố chôn mình. Không chỉ riêng Nixon, mà cả năm đời tổng thống Mỹ có dính líu đến chiến tranh Việt Nam đều gặp khó khăn trong việc vận hành bộ máy chính trị của nước Mỹ, mặc dù chỉ phải đối mặt với một đất nước nhỏ bé. Đầu tiên là tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, từ năm 53 đến năm 61, với chiến lược Eisenhower, chiến tranh đơn phương, đã dựng lên chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm và lấy đó làm công cụ chống lại miền Nam Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự. Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, người Pháp đã yêu cầu Dwight Eisenhower giúp đỡ tại Đông Dương thuộc Pháp để chống lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Trung Quốc viện trợ trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Năm 53, Eisenhower phái Trung tướng John W. Iron Mike O'Daniel đến Việt Nam để nghiên cứu tình hình và đánh giá các lực lượng Pháp ở đó. Tham mưu trưởng Matthew Ridgway đã làm nản lòng Tổng thống bằng việc đệ trình lên ông một bản ước tính chi tiết về một lực lượng quân sự khổng lồ cần phải triển khai cho cuộc chiến. Năm 1953, phát biểu trước hội nghị thống đốc tại Seattle, Tổng thống Dwight D. Eisenhower cảnh báo rằng tình hình ở châu Á đang trở nên đáng lo ngại đối với Mỹ. Trong bài phát biểu này, Eisenhower đã đề cập cụ thể đến nhu cầu bảo vệ Đông Dương thuộc Pháp trước chủ nghĩa cộng sản. Đến thời điểm năm 53, các quan chức Mỹ ngày càng quan tâm đến các sự kiện ở châu Á và các nước khác trong cái gọi là thế giới thứ ba. Trong những năm đầu của chiến tranh lạnh, từ năm 45 đến năm 50, trọng tâm trong chính sách đối ngoại chống cộng của Mỹ là ở châu Âu. Tuy nhiên, khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 50, chính phủ Mỹ đã bắt đầu tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là châu Á. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 52, Eisenhower chỉ trích chính sách đối ngoại của tổng thống Harry S. Truman, tuyên bố rằng châu Á đã nhận được quá ít sự chú ý và chiến tranh Triều Tiên chính là kết quả của việc bỏ qua ý định của phe cộng sản ở khu vực này của thế giới. Không lâu sau khi nhậm chức vào đầu năm 53, Eisenhower đã áp dụng chính sách cứng rắn đối với tình hình ở Triều Tiên, thậm chí còn gợi ý rằng vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng để phá vỡ bế tắc quân sự giữa Mỹ và lực lượng cộng sản. Ngày 27 tháng 7 năm 53, Hiệp định Đình Chiến đã được ký, đưa chiến tranh Triều Tiên đến hồi kết. Chỉ hơn một tuần sau đó, Eisenhower đã có bài phát biểu tại hội nghị thống đốc và cho rằng mối nguy cộng sản ở châu Á là chưa hề chấm dứt. Ông đặc biệt nhấn mạnh mối đe dọa cộng sản ở Đông Dương thuộc Pháp, nơi quân đội Pháp đang chiến đấu với lực lượng cách mạng Việt Nam để giành quyền kiểm soát đất nước. Eisenhower đã lên tiếng biện hộ cho quyết định phê chuẩn một gói viện trợ trị giá 400 triệu đô để trợ giúp nỗ lực của người Pháp, rằng đây là cách rẻ nhất mà chúng ta có thể ngăn chặn sự xuất hiện của điều khủng khiếp nhất đối với Hoa Kỳ.
Theo Eisenhower, chiến thắng của phe Cộng sản ở Đông Dương sẽ có hậu quả sâu rộng. Giờ cứ giả sử rằng chúng ta đã mất Đông Dương. Nếu Đông Dương sụp đổ, một vài điều sẽ xảy ra ngay lập tức. Bán đảo Mã Lai, dẻo đất nằm ở khu vực đó sẽ không thể tự bảo vệ mình. Quặng thiếc và Wolfram rất có giá trị cho chúng ta từ khu vực đó sẽ mất đi. Lần lượt từng nước một, các nước châu Á khác sẽ bị lật đổ. Vậy nên các vị thấy, theo cách nào đó, điều này phải bị ngăn chặn và điều này phải bị ngăn chặn ngay bây giờ. Bài phát biểu của Eisenhower đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của cái được gọi là thuyết domino. Ý tưởng rằng việc mất Đông Dương vào tay chủ nghĩa cộng sản sẽ dẫn đến các quốc gia châu Á khác cũng sẽ theo sau, như một hàng domino. Bài phát biểu cũng chỉ ra rằng Mỹ đã hoàn toàn cam kết bảo vệ Đông Dương để ngăn chặn khả năng này. Sau sự thất bại của người Pháp vào năm 54, Mỹ thay thế vị trí của Pháp trong cuộc chiến tranh chống lại lực lượng Cộng sản Việt Nam và từ đó bắt đầu can dự, từ từ nhưng chắc chắn vào chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên sau đó vào năm 54, Eisenhower đã viện trợ kinh tế và quân sự cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa mới được thành lập. Trong những năm theo sau đó, con số các cố vấn quân sự Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam gia tăng vì miền Bắc Việt Nam tăng viện cho các cuộc nổi dậy ở miền Nam và vì lo sợ rằng Nam Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Như vậy có thể nói chính tay Tổng thống Eisenhower này là người đã khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc tại Việt Nam. Đến Tổng thống John F. Kennedy. Khi Kennedy trở thành Tổng thống, ông ta kế thừa di sản Việt Nam từ Eisenhower. Kennedy nhìn nhận Việt Nam giống như những thuật ngữ chiến tranh lạnh khác. Nhưng thứ thực sự lôi cuốn ông là cơ hội để thử nghiệm học thuyết chống chiến tranh du kích cùng với chiến lược quân sự đáp trả linh hoạt. Quân đội đang huấn luyện những lực lượng đặc biệt được gọi là mũ nồi xanh để tham gia vào những cuộc chiến phi chính quy theo nhóm nhỏ. Kennedy và những cố vấn của ông muốn thử nghiệm lực lượng mũ nồi xanh trong những khu rừng rậm Việt Nam. Với chiến lược chiến tranh đặc biệt từ năm 61 đến năm 65 đã xây dựng quân đội ngụy Sài Gòn mạnh với vũ khí, trang bị và cố vấn Mỹ, tiến hành bình định, lập ấp chiến lược nhằm tiêu diệt các lực lượng vũ trang và chính trị của cách mạng miền Nam, thực hiện bình định Việt Nam trong 18 tháng. Tổng thống Lyndon B. Johnson trong cuộc chiến tranh với Việt Nam, Tổng thống Johnson tăng cường tập trung vào cố gắng của quân đội Mỹ ở Việt Nam. Ông ta tin chắc chắn rằng chính sách kiềm chế đòi hỏi Hoa Kỳ phải có một sự cố gắng đáng kể trong việc chặn đứng sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Ông ta đã gia tăng nỗ lực chiến tranh liên tục từ năm 64 đến năm 68 với chiến lược chiến tranh cục bộ. Mục tiêu của chiến lược này trực tiếp đưa quân chiến đấu từ Mỹ sang, thực hiện chiến lược tìm và diệt, tiếp đó là chiến lược hai gọng kìm, tiêu diệt chủ lực đối phương và bình định miền Nam, đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc trên quy mô lớn. Với chiến dịch sấm rền cùng kế hoạch chiến lược được chia làm 3 giai đoạn, hòng giành thắng lợi trong vòng 25 đến 30 tháng. Tổng thống Richard Milhouse Nixon với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh từ năm 69 đến năm 74 có mục tiêu rút quân nhưng để lại cố vấn chỉ huy, cung cấp vũ khí, trang bị, lương thực, tiền cho ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn, mở chiến dịch Lam Sơn 719 nhằm ngăn chặn chi viện của hậu phương miền Bắc trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, tiến hành đánh phá miền Bắc trên quy mô lớn bằng máy bay chiến lược B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố khác, giải mìn phong tỏa các cảng, cửa sông Việt Nam. Sau cuộc bầu cử, chính quyền Nixon theo đuổi một chính sách Việt Nam vô cùng nguy hiểm, vừa đàm phán vừa đánh nhau, đặc biệt là leo thang ném bom miền Bắc Việt Nam và sang cả Lào lẫn Campuchia. Tuy nhiên sau cùng tất cả âm mưu và kế hoạch tàn độc của Nixon đều bị thất bại cay đắng trước tinh thần chiến đấu của quân dân Việt Nam. Tổng thống tiếp theo Gerald Rudolph Ford vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh bằng việc yêu cầu Quốc hội thông qua khoản viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn để thực hiện lấn chiếm, bình định, chống phá Hiệp định Paris và dùng lực lượng tấn công lớn trên chiến trường miền Nam. Tổng thống Ford là vị tổng thống cuối cùng chịu sự thất bại trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, buộc phải chấp nhận thất bại trong những đòn tiến công của quân và dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khi làm tổng thống, Ford đã ký hiệp ước Helsinki, làm cho chiến tranh lạnh bớt căng thẳng hơn. So với các bậc tiền nhiệm, các chính sách của Ford có xu hướng ít can thiệp trực tiếp vào chiến tranh Việt Nam hơn. Với nhiều nhà quan sát lúc bấy giờ, tuyên bố kết thúc chiến tranh Việt Nam của tổng thống Ford cho thấy Washington không còn muốn dính líu đến một cuộc chiến đã kéo quá dài, gây quá nhiều tốn kém và từng có lúc tạo sự chia rẽ ngay trong nội bộ của nước Mỹ. Một số ý kiến khác lại cho rằng đó có thể là lời thú nhận thất bại cay đắng của lãnh đạo Nhà Trắng đối với sự can thiệp của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã phải 8 lần thay đại sứ toàn quyền, 4 lần thay tổng tư lệnh quân viễn chinh ở Việt Nam, V-2,
Về lực lượng, Mỹ đã huy động 6,6 triệu lượt lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Quân Mỹ lúc cao nhất là 549.500 tên vào tháng 4 năm 69 và 72.600 quân chư hầu, bao gồm 70% lục quân, tất cả các đơn vị tinh nhuệ nhất, 60% không quân, 45% máy bay B-52 và các loại máy bay hiện đại nhất, 40% quân, trong đó có 15 trên 18 tàu sân bay và 22.000 xí nghiệp để phục vụ chiến tranh. Trong 21 năm theo đuổi chiến tranh ở Việt Nam, các tổng thống Hoa Kỳ đã để lại một bức tranh đen tối trong lịch sử nước Mỹ, nhất là thời gian cầm quyền của Tổng thống Al Johnson từ năm 65 đến năm 68 và Nixon từ năm 69 đến năm 74. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Mời anh em xem thêm những video hay nhất của hồi ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Thay mặt ekip kênh Hồi ức thời chiến, cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.